Chào bạn, nếu như bạn đang cần lắp cái đồng hồ đó xuất dạng màng mà màng của mình là chỉ là màng 1 inch thôi và bạn lắp trên đường ống chừa sẵn cái mặt bích 2 inch, hoặc là bạn có cái đồng hồ 2 inch mà bạn lắp trên cái đường ống 1 inch, hoặc là bạn có cái đồng hồ nối ren nhưng mà cái đường ống của bạn là đưa sẵn ra mặt bích chờ, thì làm thế nào để mà có thể dùng cái này lắp trên những cái trường hợp đó thì video này sẽ dành cho bạn. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi của một số công ty thương mại ha, trong một số trường hợp họ bị nhầm, đặt bị nhầm ha. Ví dụ như là khách hàng là cần cái mặt bích là chuẩn là DIN, nhưng mà bên khách hàng bên công ty đó đặt nhầm là theo chuẩn ANSI ha, thì về lắp cũng được. Hoặc là theo chuẩn là ví dụ như là họ cần mặt bích là 2 inch mà class 150, nhưng mà mình lại đặt nhầm là thành là class 300, thì về cũng không lắp được ha các bạn ha. Và rất là nhiều cái chuẩn mặt bích khác nhau, và làm cho cái việc mà đặt hàng nhầm lẫn là có trường hợp đó là có thể xảy ra, và cũng có thể là xảy ra nhiều ha các bạn ha. Hoặc là các bạn là nhà máy và các bạn đặt vật tư dự phòng, tại nhà máy của mình rất là nhiều vị trí sử dụng ha, nhưng mà vật tư dự phòng của mình đôi khi nó hết cái loại 2 inch đi và chỉ còn cái loại 1 inch thôi, thì bạn cần gấp thì bạn phải làm như thế nào. Đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm nha. Cái này là mình đã hướng dẫn một không, cái này là bên mình làm luôn chứ không hướng dẫn, bên mình đã làm luôn cho một khách hàng ha. Thì các bạn xem hình này nha. Đây là một cái đồng hồ theo chuẩn DIN 1 inch ha, kết nối là 1 inch, và mình muốn lắp vào cái mặt bích kết nối theo chuẩn ANSI 1 inch ha, thì bạn cứ làm cái đây là cái adapter ha, gọi là cái chữ Y á. Chữ Y này mặt bích ở trên á, để kết nối với cái đồng hồ này á, là bạn làm theo đúng cái chuẩn của cái mặt bích này là DIN DN25 ha. Còn mặt bích ở dưới á, bạn làm theo chuẩn DIN ANSI, và ở giữa này á, là nó có cái ở giữa nó có một cái ống đỡ đó ha, gọi là cái phần này gọi là cái ống chữ Y á. Thì trên đây mặt trên này á là DN25, mặt dưới á là DIN. Mặt trên này á là DIN DN25, mặt dưới á là ANSI 150. Đó, thì tương tự ví dụ như là bạn cần chuyển đổi từ mặt bích 2 inch sang 1 inch, thì ở trên này là mặt bích 2 inch ha, ở dưới này là mặt bích 1 inch, thì thêm cái phần chữ Y này nó đỡ nó thôi là ok. Nếu như mà trong quá trình bạn thêm cái chữ Y này vào làm cho cái đồng hồ bạn nặng hơn á, thì bạn cần phải làm thêm một cái giá đỡ ha, để đỡ cái đồng hồ này nó không là nó nặng quá, như cái đồng hồ này là rất nặng nha các bạn nha, thì khoảng 2-3 kg gì đó. Bạn làm thêm cái chữ Y mà mặt bích loại này nữa thì nó làm tăng trọng lượng lên là khoảng 5-6 kg á, là có thể là làm đường ống của mình bị gãy ha. Bạn làm thêm một cái giá đỡ nữa là để đỡ cái phần mặt bích này. Nếu như bạn chuyển đổi giữa nối ren và nối bích ha, ví dụ như đường ống của bạn đang có sẵn cái mặt bích chờ và bạn trong kho bạn chỉ còn cái loại nối ren này thôi ha, thì tương tự nha, bạn gia công vào cái adapter ha. Ở phía trên đó là ren 21 để lắp vào đây, và ở phía dưới là mặt bích ha, mặt bích DN25. Nếu như mà bạn chờ DN25 thì bạn làm mặt bích DN25, bạn chờ ZIP 10K25A thì bạn làm mặt bích ZIP 10K25A ha. Thì nếu như đồng hồ của bạn sử dụng cho các cái hóa chất ăn mòn, ví dụ như axit ha, ví dụ như đồng hồ này là đồng hồ có phủ BTFE ha các bạn ha. Như đồng hồ áp suất mà cái màng BTFE thì nó có hai loại ha các bạn ha. Loại thứ nhất là loại phủ, có nghĩa là người ta sơn phủ lên luôn, nó có màu xanh dạng như thế này ha. Đây là loại sơn phủ nè. Còn loại thứ hai là loại lót ha, loại lining, gọi là loại lining á, là nó là một cái lớp BTFE màu trắng nó lót ha, nó không phải là sơn phủ như thế này. Thì tùy theo các yêu cầu mà bạn có thể làm chọn là loại sơn hay là loại lót ha. Thì khi mà đối với cái trường hợp mà đồng hồ màng mà dùng cho hóa chất ăn mòn, thì sau khi mà bạn làm cái chữ Y này đó, sau khi bạn làm cái chữ Y mà bằng inox này rồi đó ha, thì bạn có thể mang ra các cái công ty mà họ có cái dịch vụ sơn phủ BTFE ha các bạn ha. Ở Việt Nam này mình có rồi ha các bạn. Thời gian họ làm thường khoảng 7 ngày cho tới 10 ngày là xong. Nếu như bạn càng nhiều thì họ làm càng nhanh ha, tại vì nhiều là nằm trong vòng mẻ của họ, họ đưa vô máy họ làm rất là nhanh. Còn nếu mà ít đó, thì đợi họ làm lâu hơn xíu ha. Và nếu như bạn có cần mình tư vấn để mà chuyển đổi các cái loại mặt bích này, thì bạn hãy liên hệ với mình theo thông tin ở dưới phần mô tả ha. Mình rất là sẵn sàng để hỗ trợ bạn, và mình sẽ chỉ cho bạn những chỗ để phủ cái lớp Teflon này uy tín ha. Mình đã làm cũng một số dự án rồi ha. Nếu như bạn thấy video này hay thì bạn hãy like và chia sẻ nó để cho nhiều bạn cùng biết đến, và hãy đăng ký kênh để nhận các video clip mới. Một lần nữa xin cảm ơn.